Oh my goodness. Ủa chừng này chừng hồi bữa mình mua cho cái cam luôn kia luôn hả? Em đi. Đúng rồi. Anh xì 88 hả? Ừ. Giống bị chèn. Ê chí này. Ây. Này em. Còn gì nữa không? Đây rồi, cái đứa phát đến. Hôm nay Tuấn nó làm đâu không? Bọc chỗ này nữa hả? Rồi, tay. Nhất quá, còn nhất mới mà. Tại vì nó tới 10 mv mà đèn này tính ra 600W. 605W. 605W cái á. 45 48W chứ. Bữa mua rồi, thấy 605 á, trong trang anh gửi em á. Đâu? Còn đó là 605 á. Đâu, 648 mà. À, bữa anh gửi em cái này. Đâu, theo gửi mà. Ủa, theo gửi hả? Gửi cho theo mà. À, nhớ mà. Có hai con, một con 65, một con 48. À, là 60, 60 lộn. 60. Đâu 600 nhân 600. Công suất kìa, đó. À, 60, không phải 60, 65 lộn. 60, 10 cây.